Tiếp tục đậu anh em ơi. Anh Sơn có tiếng vạn không? Bán giùm em 1 kim luôn Sơn ơi. Sơn ơi. Có tiền vàng không? Đổi giùm em 1 kim á. Tiền vàng gì? Ừ, tiền vàng. Sẵn em đọc luôn. Anh Sơn đưa em 2 cục 4 thôi, 2 cục 4 thôi. Lần này em đọc 3 cái thôi. Hết em tính tiếp. Đưa em 1050 rồi. Em thiếu còn đúng nhiêu đó. Tí này 1050 nha anh Sơn ơi, 1050 nha. Nhặt đá này. Đã vớt rồi. Đã 4 chưa? Rồi, 1050 nha. Ok, nhặt rồi. Em đủ đọc 3 cái mà. Ừ. Anh Tùng mới ra 25 cái cặp luôn. Anh Tùng mới ra 25 đúng rồi. 1050 này, 1050 này. Bữa nay em bù lại cho. Em còn thiếu 50 vạn á. À 5 vạn thì. Ừ. 10 kim nhá. 1050. 10 kim đúng không? Này em đưa anh 1 kim nha. Cái gì anh nè. Đọc tiếp tục em ơi, dính ớt rồi đọc tiếp. Anh đi của ta. Đấy, ok này. Rương em còn đúng 4k9 luôn, em đọc 3 phát là nó sạch luôn. Làm tiếp tục bắt tiếp theo em ơi. Độ dính ơi, nghiện là dở rồi. Ăn xong bắt. Lấy thêm ít viên nha. 2 viên à? 3 số. Rồi, lấy ít thì tinh nữa. 3 cái nữa nha em ơi, cố lên. Mày có vòng người đẹp thế. Đẹp không? Thiên Hà Nhất Bang. Ấu lộn Võ Lâm Minh Chủ vừa rồi. Rồi tiếp tục bắt tiếp theo đập top phiến nha em ơi. Á này dính vô là kỳ lắm em ơi. Làm một cách phải đập cho nó lên mới được. Bữa tao bán mà kêu bảo rẻ mà lên cái bách mua mà nó khoái luôn. Trời đội Duy Khải, trời đội Duy Khải. Đội ơi. Trời đội ơi, trời đội ơi. Đồ à, cành lắm anh em ơi. Tiếp tục bắt tiếp theo trong đêm ngày hôm nay luôn em ơi. Thực sự là không thể nào mà chịu nổi. Đọc không lên là không thể nào chịu nổi được. Rồi tiếp tục em ơi. Tiếp tục bắt tiếp theo. Mong sẽ thành công em ơi. Mong sẽ thành công em ơi. Có anh em ủng hộ trời độ Duy Khải luôn em ơi. Cố gắng. Hello anh em mới vô nha, kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với bắt đập ngựa nha em ơi. Khả đang cố gắng đập lên cấp 4 em ơi. Sau khi lên cấp 4 sẽ được kháng tất cả năm nha em. Cố lên. Lên này rồi. Trời đổi ơi. Let's go baby. Nãy nó đập 4 lần xịt rồi em ơi, 4 lần xịt rồi. Cái bắt trước là 4 lần xịt rồi, từ 3 lên 4 là 4 lần xịt rồi. Công rồi. Bật kim này, cho anh em xem kỹ lại nè. Công thức ép tối phiến tay vượt cấp 3 là cần 1 ngựa cấp 3, 1 tối phiến cấp 4, 2000 vàng và 100 xích thạch. Yeah. Đấy, nó phải vậy chứ. Đó, nó phải vậy chứ. Đó, thấy chưa? Ok luôn em ơi. Ok luôn em ơi. Quá đẹp. Đó, quá ok luôn em. Đó. 1 phát. 4 phát. Đó, quá tuyệt vời chưa? Ok chưa nên. Đó, tôi nói được tự làm mà, tôi nói được tự làm nên mà. Anh em đang xem đừng quên để lại 1 like chia sẻ ủng hộ chơi em ơi. Đó, thấy chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi lên bắt thứ 5. Anh em cứ chờ đợi Khải gom cục tối phiến cấp 5 được khoảng tầm 3 đến 4 cục. Như những lần trước thì Khải sẽ đọc lần tiếp tục cho anh em xem nha em ơi. Ok. Xong rồi cây cứu và khó chịu đọc rất 4-5 lần ở cái bách trước thì bách này cũng đã thành công trong đêm hôm nay luôn em ơi. Ok luôn em ơi. Cảm ơn em đã theo dõi video, cũng như là cảm ơn em đã theo dõi cái bách này em ơi. Và đừng quên ủng hộ những video ép ngựa lần này 1 like chia sẻ ủng hộ chơi em ơi. Và vừa rồi thì Khải đọc khá thành công em ơi. Nói chung là con ngựa này tương đương đã hơn gần 7 triệu rồi. Gần 7 triệu nha em ơi. Nó tương đương khoảng tầm 6,5 triệu rồi. Còn bách cuối cùng nữa nếu thành công thì bỏ thêm 1 triệu nữa, đọc thêm 2 cái nữa thì thử với giá 7,5 triệu thì Khải bỏ thêm 7,5 triệu lại, Khải đọc có lên được hay không nha em ơi. Đó là một cái trải nghiệm của Khải nha em ơi. Đó, con trước thì Khải bán 7,5 triệu rồi. Và Khải mua là cái phôi trắng là 2,5 triệu. Và cái ngày đầu tiên Khả đọc là tốn thêm 2,5 triệu nữa thì mới cộng 2 thôi. Thì Khả đã mất hết 5 triệu thì mới cộng 2 thôi. Và batch tiếp theo vừa rồi thì Khả đọc từ 2 lên 3 thì Khả mất hết thêm khoảng 1 triệu mấy nữa. Thì cũng đã thành 6 triệu. Và phát vừa rồi này là Khả đã đọc tiếp tục batch này. Ở lần đầu tiên này lên luôn. Ở batch trước thì 3 lần rớt anh, 3 lần rớt 4 nha. 3 lần rớt 4 và batch này Khả đặt đọc 1 lần rớt 1 lần lên 4 luôn. Thì nó sẽ bù qua sức lại thì hiện tại con người này đang có trị giá khoảng tầm 6,5 triệu nha anh em. Đó, đọc hết 6,5 triệu nha anh em. Cũng chung là cũng khá là may mắn rồi đó. Bây giờ cho dù cái batch từ 4 đến 5 á, chúng ta sẽ tốn là khoảng tầm 400.000 cho một lần đọc. 400.000 Việt Nam đồng cho một lần đọc. Thì Khả sẽ dự trù là Khả sẽ mua cho mình đó là khoảng 3 lần đọc đi, là khoảng 1,5 triệu, 3 lần đọc khoảng 1,2 triệu. 1,2 triệu kèm với này 6,5 triệu thì khoảng tầm 7,7 triệu. Khả sẽ mua trong vòng 3 lần đọc nữa, Khả đọc thử nó có lên hay không nha anh em ơi. Đó, tỷ lệ con người của Khả đang trị giá 7,5 triệu nha anh em. 7,5 triệu cho đến 8 triệu. Đó. Rồi hôm trước thì Quý Pháp bán một con 8 triệu thì Khả vừa rồi Khả bán cho anh em trong 7,5 triệu nè. Nhiều anh em trên xem trên like cứ bảo Khả thì vì cái đồng tiền này nọ bán đi rồi này nọ, thực sự mình chỉ muốn làm content để cho tất cả khán giả anh em mình xem. Đó, anh em nếu mà theo dõi Khả lâu anh em sẽ biết nha anh em. Không cần mình phải nói nhiều anh em ơi. Rồi. Con người hiện tại đang trị giá 6,5 triệu và bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi tiếp tục những bán tiếp theo. Mong anh em đừng quên để lại một like, chia sẻ, ủng hộ tiếp theo nha anh em ơi. Rồi, cảm ơn em và kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Đó. Đó, ok. Đó, cho nên xem cái bọn con ngựa này vào. Rồi nè. Đây sẽ đồ chính thức của Khả này nè. Khả vừa rồi Khả mua thêm một cái nhẫn kim quang 2 kim tương đương 150.000, hạn sử dụng 3 ngày nha nè. Đó. Nhẫn này thì Khả sẽ thớ vào nhẫn kháng lôi. Khả không có kháng lôi. Đó. Hiện tại như thế này nè mà. Con ngựa này nhiều anh em bảo là dưới ngựa mà đọc chi nè, anh em đọc kỹ vào. Ngựa quý ai cũng muốn có, kháng tất cả, có tác dụng trên cả ngựa và lẫn dưới ngựa nha anh em. Đó, ok chưa? Đó. Thì hiện tại kháng này, lên ngựa xuống ngựa đều như nhau nè, còn tháo ra nó sẽ mất kháng như nè. Hiện tại là 46 71 anh em nhìn sơ qua này. 75 1, 75 2, tháo ra này. Đó, ok chưa? Thì Khải mang vào nó sẽ tăng được 5 kháng tất cả nữa. Đó, ok chưa nè? Ok chưa? Nó sẽ được 5 kháng tất cả. Đó. Rồi, anh em xem video thì đừng quên để lại cho Khả một like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Đó, anh em xem lại sẽ đồ một lần nữa nè. Hiện tại Khả đang sở hữu một set hiệp cốt, Khả đã cũng đọc nha anh em. Cột Khả cũng đã cũng đọc thành công từ cấp 0 cho đến cấp 5 thì nó được kháng tất cả 5, thì dẫn đọc 40, sinh lực 147 và nội lực 197. Đó. Ngọc bội này thì Khải đang muốn thay cho mình ngọc bội cực phẩm này mà. Ngọc bội cực phẩm server cho bán cũng tầm 3 kim 4 kim nhưng mà Khải tìm chưa ra mà chưa có người bán. Áo cực phẩm này có người bán 4 kim nhưng mà Khải chưa mua này mà. Khải đang định mua là mua cả hai luôn này mà, ngọc bội và áo luôn, mua một lúc luôn. Chứ mua lật nhắc nó cũng không hay, tại vì áo này nó lên cái cực phẩm thì nó chỉ lên được 13 sinh lực nữa thôi. Thì nó cũng không có gì lắm nhưng mà đẹp là đẹp luôn một lần này mà, mua hai cái luôn. Áo và ngọc bội cực phẩm luôn thì Khải sẽ mua luôn cả hai một lần như này. Lúc đó anh em sẽ biết. Rồi, một cái nhẫn số mệnh 24, một nhẫn kim quang 1 cấp, một bộ tay kháng hồi 25, chón 30, sinh lực lực 100, sinh khí 8, một nón thủ lý 25, sinh lực 150 và làm chậm 20, nội lực 79, một đai lưng phòng thủ lý 19 làm chậm 20, sinh lực lực. Đó, một đôi giày phòng thủ lý 15 chậm 40, đôi giày này thì thiếu sinh lực này mà. Một ngựa kháng cảnh 5, một trang sức kháng cảnh 5, một mặt nạ kháng cảnh 5, một trang sức kháng cảnh 5. Đó, một ấn tín thủ lý 25, một vị phòng kháng cảnh 10. Đó. Nội lượng kháng cả này mà 5 nè, 5 là 10 nè, 5 là 15 nè, 5 là 20 nè. Phi phong nữa là hiện tại trong người Khải đang có kháng cả 30 kèm với Sơn Hà 3, Sơn Hà 2 nữa là kháng cả 41 nha nè. Đó, ok chưa? Rồi, anh em xem video đừng quên ủng hộ cho Khải, like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Nói chung là Khải muốn làm cái content cũng như là một cái gì đó cho anh em xem. Mong rằng anh em luôn ủng hộ để Khải cố gắng đầu tư như là làm những video tốt hơn cho anh em xem nhé. Rồi, ok, bye bye mọi người.